Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cuốn sách Hà Nội rong ruổi quẩn quanh. Đúng theo tên tựa sách, cuốn tập văn này sẽ dẫn bạn đi khắp Hà Nội về những miền xưa cũ, hay ngắm nhìn hiện tại mà cũng có thể đi tới tương lai quẩn quanh Hà Nội, một thành phố giàu văn hóa và lịch sử. Chắc chắn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. 1. Hà Nội và những hồ nước. Một công trình kiến trúc khu vực linh thiêng thường có một gương nước kèm theo sẽ được tôn lên nhiều lần, cửa đình, trước chùa, bên lăng miếu, một khuôn viên, xưa nay là thế, đã thành quen thuộc. May sao Hà Nội là một thành phố có nhiều gương hồ thể như thế. Nhắc đến Hà Nội không thể nhắc đến Hồ Gươm, Hoàn Kiếm có vị trí đặc biệt trong tim bất cứ người Hà Nội nào. Có lẽ bởi vậy, nhà văn Bang Sơn dành cho nơi này những tình cảm vô cùng nồng nàn. Qua chương sách, tượng vua Lê bên Hồ Gươm, màu xanh quanh Hồ Gươm, em là em của Hồ Gươm. Những ngày mùa thu nước, Hồ Gươm đầy ắp, những ngày hè gió lồng lộng, tưởng như gió lặn trong hồ. Chiều chiều, đến gió mới cất cánh bay lên, quạt mát cho Hà Nội. Ai đến thủ đô mà chẳng muốn đi dạo bên Hồ Gươm để được ngắm nhìn vào làn gió ấy. Có lẽ vì biết rằng dân thủ đô luôn vội vã dịch chuyển theo nhịp sống đô thị mà nhà văn Bang Sơn đã chọn miêu tả những nét đẹp ít ai để ý, như một cái gợi chúng ta rằng Hoàn Kiếm có rất nhiều vẻ đẹp để khám phá. Bạn có biết quanh bờ hồ có đến 10 loại cây, mỗi loại cây đều có một câu chuyện riêng, hay bên Hồ Gươm có bức tượng vua Lê chỉ cao 1,2 m, gắn liền với truyền thuyết đã lấy lên ý nghĩa của nơi này. Bức tượng nhỏ ấy đã thuộc vào loại quý hiếm ấy, vậy mà không ai phải cũng biết đến. Nhưng có lẽ ít ai để ý đến một pho tượng đồng khuất sau những tàn lá xanh rờn, từ một bệ đá cao chót vót hình trụ tròn mà chân bệ phõi ra như một chiếc trống. Đồng lịch sử Lý Thái Tổ, đám Lê Thái Tổ, mình mặc chiếc áo hoàng bào, đội mũ bình thiên, đang uy nghiêu cầm kiếm nhìn ra phương Bắc. Pho tượng cổ vật còn lại vào lại hiếm của Hà Nội, thanh kiếm đã đi vào truyền thuyết. Nhưng lời văn dù chan chứa cảm xúc nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, khẳng định công lao to lớn của vua Lê và ca ngợi lịch sử hào hùng của dân tộc. Hồ Gươm không chỉ là một thắng cảnh mang tính biểu tượng của Hà Nội mà còn là một di tích lịch sử đặc biệt, trường tồn với thời gian. Tình yêu của nhà văn nên đây cũng là tình yêu với đất nước của mình, là những độc giả chúng ta như được truyền niềm tin tự hào và sự biết ơn đối với thế hệ đi trước và niềm phấn chấn trong biểu tượng của thành phố mình. 2. Hà Nội và hoa. Hà Nội trong tuổi quẩn quanh là cuốn tản văn được viết qua nhiều năm tháng, có bài viết vào 1993, có những bài khác lại viết vào những năm 1998, mùa này qua mùa khác, nhà văn đã ghi lại những con phố Hà Nội, những mùa hoa, mùa cây đủ để chúng ta mơ tưởng một Hà Nội đẹp đẽ và thơ mộng vô cùng, với những góc phố nhiều màu, sắc hệt như một bức tranh. Đọc về những con phố ấy trong Hà Nội rong ruổi quẩn quanh, đem lại cho ta một cảm giác hoài cổ, lạ lùng, khi biết thời gian đã trôi qua mãi mà chúng ta phải tự hỏi những nét đẹp ấy liệu đã thay đổi. Hà Nội có những màu sắc đặc trưng vừa quý giá, sầu tròn tám bốn mùa, thương xanh xào từ hai đổ, những lực lưỡng như lực sĩ sung sức nên nhiều bóng mát, sao đêm thẳng vuốt thử thách vô cùng bão tố, hoa sữa ngọt ngào đêm thu, mùa đông lại tự treo cành cây sữa, đừng nhầm là cây sữa, hoa nở trắng ngàn tháng riêng, tuy ít nhưng lại lộng lẫy, khó loài nào dám thi cùng sắc đẹp. Cây cơm nguội đẹp trong màu vàng lá, lửa bông tóc thướt tha vào bờ nước Hồ Gươm với dáng si tình rồi lặng tím hoa phượng đỏ. Gây bàng mang riêng tiếng nói của mình để nói của lịch sử và đầy mạnh mẽ. Đi khắp phố phường Hà Nội, ta các bạn gặp nhiều cây bàng ở vườn hoa Chí Linh, rồi đêm xuyên dọc ở Quán Thánh và dập bóng tại Tràng Thi. Đặc biệt hơn rằng Khổng Thiên đã trở thành một
chứng nhân lịch sử khi đã vững giữa mưa bom bão đạn vào ngày 26 tháng 12 năm 1972. Trong những màu sắc của thủ đô không thể kể đến sắc đỏ của cây phượng thuộc của tuổi học trò, nhưng có nhiều điều chúng ta không thể biết được về loài cây mùa hè như xoan tay là một tên gọi khác, và cây phượng chỉ mới du nhập vào nước ta khoảng mấy trăm năm về trước. Phượng nở rộ ở phố Lý Thường Kiệt hay phố Nguyễn Công Trứ. Hoa phượng rơi bên mặt đường thành với những mùi ngày ngày, từng là món ăn chỉ có trẻ thơ mới thích tìm kiếm. Đó là những vẻ đẹp của Hà Nội trong tác phẩm Hà Nội Rong Ruổi Tuần Quanh. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy tìm cuốn sách về đọc.